Quý khán thính giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp chiều hôm nay của đài IBC qua phần trình bày của sứ ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả những cơ sở kinh doanh thương mại đồng hành bảo trợ cho đài. Thưa quý vị, máy bay cứu hỏa C-130 mới đã ra mắt trên đường băng California. Chiếc máy bay đầu tiên trong số 7 chiếc chở dầu C-130 Hercules đã sẵn sàng bay giúp dập tắt những đám cháy rừng tại California. Theo Sở Lâm nghiệp Phòng cháy chữa cháy California, Cal Fire mua máy bay từ lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ thông qua đạo luật ủy quyền quốc phòng từ năm 2018. Nhưng phải đến tháng 12 năm 2023, Cal Fire mới bắt đầu nhận được chúng. Kể từ đó, các kỹ sư Cal Fire làm việc trong 8 tháng hoàn thành sửa đổi cần thiết đưa máy bay này vào hoạt động để cứu hỏa. Sửa đổi chính là lắp đặt thùng chứa 4.000 gallon trong khoang hàng. Thùng chứa này lớn hơn thùng 1.200 gallon trên máy bay chở dầu SHIT của Cal Fire và lớn hơn những thùng chứa trên những máy bay chở dầu khác. Để lắp được thùng chứa, công nhân phải cắt một phần mặt dưới của máy bay, chế tạo cửa thoát hiểm và đáy thùng chứa. Phần trên của thùng chứa được chế tạo ở những nơi khác và lăn vào lắp đặt. Hình ảnh vệ tinh cho thấy là tàu chở dầu Sonian đã bốc cháy ở Biển Đỏ, lo ngại tràn dầu. Hình ảnh vệ tinh vào thứ Năm ngày 29 tháng 8 cho thấy nhiều đám cháy trên boong tàu chở dầu Sonian treo cờ Hy Lạp ở Biển Đỏ. Ảnh vệ tinh chụp con tàu gần đây đã bị phiến quân Houthi tấn công, cũng cho thấy là một vệt dầu loang trên mặt nước gần mũi tàu. Phái đoàn Hải quân Biển Đỏ của Liên Âu APDES cho biết vào thứ Năm rằng không hề thấy phát hiện sự cố tràn dầu nào trên tàu chở dầu Sonian, mặc dù đã phát hiện nhiều đám cháy trên boong chính của tàu. Cũng vào thứ Năm, thì người phát ngôn Lầu Năm Góc là Sabrina Singh cho biết các thùng dầu thô do Sonian chở vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bản thân con tàu đã bị rò rỉ một số dầu từ nơi bị bắn trúng và nhiều đám cháy vẫn đang bùng cháy. Houthis cho biết vào thứ Tư, ngày 28 tháng 8, rằng họ đã đồng ý cho phép kéo chiếc Sonian đã bốc cháy kể từ ngày 23 tháng 8. Houthis công bố đoạn phim được cho ghi lại cảnh tấn công đốt cháy tàu chở dầu treo cờ Hy Lạp. Houthis của Yemen công bố đoạn phim vào ngày thứ Năm 29 tháng 8 được cho ghi lại cảnh tàu chở dầu Sojourner treo quốc kỳ Hy Lạp bị tấn công và đốt cháy. Phái bộ Hải quân Biển Đỏ của Liên minh Âu Châu Aspides cho biết vào thứ Năm không phát giác thấy sự trục trặc tràn dầu nào, mặc dù đã tìm thấy nhiều vụ cháy trên boong chính của chiếc tàu. Houthis nói vào thứ Tư, họ đồng ý cho phép kéo chiếc tàu Sojourner bốc cháy kể từ ngày 23 tháng 8. Houthis được Iran hậu thuẫn nhắm mục tiêu vào Sojourner trong nhiều cuộc tấn công gần với thành phố cảng Hodeidah của Yemen, tại một thời điểm khiến cho tàu bùng nổ thành quả cầu lửa. Cuộc tấn công này cũng giống như một hồi chuông báo động trong cộng đồng môi trường vì Sojourner chở 150.000 tấn, tương đương 1 triệu thùng dầu thô. Lũ lụt tàn khốc đã khiến hàng ngàn người phải di rời ở miền Tây Ấn Độ khi cơn bão đang đến gần. Mưa lớn đã tấn công các khu vực ven biển của Ấn Độ và Pakistan dọc theo biển Ả Rập, gây ngập lụt các thành phố ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ và buộc hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa. Với dự đoán của chính quyền về một cơn bão xoáy sẽ hình thành vào thứ Sáu ngày 30 tháng 8. Người dân có thể được nhìn thấy vào thứ Năm ngày 29 tháng 8, lội qua vùng nước cao ngang thắt lưng, ngập một phần xe cộ và đường xá ở một số khu vực của bang. Các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành và đưa người dân trên những chiếc thuyền bơm hơi đến nơi trú ẩn và phân phát nước đóng chai cùng thực phẩm cho người dân địa phương bị mắc kẹt trong các khu phố bị ngập lụt. Các quan chức cho biết ít nhất là 28 người đã thiệt mạng trong tuần này do các sự cố liên quan đến mưa tại bang này, khi các nhà khí tượng học ở Ấn Độ và nước láng giềng Pakistan đã cảnh báo rằng sẽ có thêm nhiều trận mưa lớn và gió mạnh tấn công bờ biển. Nạn trộm cắp và tội phạm của thực tập sinh Việt Nam gây lo lắng ở Nhật Bản. Ngày càng có nhiều thực tập sinh người Việt bị bắt ở Nhật Bản vì trộm cắp và những tội khác gây ra lo lắng ở đất nước này, báo hiệu về vấn đề sâu xa hơn bên dưới bề mặt. Theo báo Nhật là Asahi Shimbun nêu ra trong phóng sự vào ngày 28 tháng 8. Trước đó, Đài Voa và nhiều báo đài của Nhật đưa tin hàng loạt những vụ trộm cắp phạm tội do người Việt gây ra tại quốc gia Đông Bắc Á. Theo tìm hiểu của Đài Voa, có khoảng 570.000 người Việt sinh sống làm việc tại Nhật, trong đó 35% là thực tập sinh. Việt Nam đứng đầu nhóm 15 nước đưa thực tập sinh và người lao động tới đây. Họ góp phần duy trì những ngành nghề quan trọng như xây dựng, nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe. Thế nhưng, kèm theo sự hiện diện là nhiều vụ phạm tội gây phiền lòng người dân sở tại. Đã có một loạt những bản tin của Đài Voa và những bản tin Việt ngữ hải ngoại về ít nhất 10 người Việt Nam bị nhà chức trách Nhật Bản bắt giữ về tội trộm cắp hoặc ăn cướp chỉ trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 7 năm nay.
Đây là sự kiện ẩm thực ngoài trời lớn nhất thế giới của Nhật Bản. Đường phố New York tràn ngập hương vị Nhật Bản vào ngày thứ Bảy, ngày 24 tháng 8, khi hàng ngàn người từ khắp cả nước tụ họp tại Japan Fest, lễ hội ẩm thực ngoài trời tôn vinh ẩm thực Nhật Bản. Từ matcha, một loại trà xanh dạng bột đá đến đá bào, thậm chí là bánh quy, bạch tuộc, lễ hội được nhà tổ chức Misako Shochi mô tả là sự kiện ẩm thực ngoài trời lớn nhất thế giới của Nhật Bản, đã thu hút rất nhiều người đam mê ẩm thực. Theo như trang web Japan Fest, có hơn 500.000 du khách và 1.500 nhà cung cấp tham gia lễ hội mỗi năm. Bắt đầu vào năm 2016 với tư cách là một sự kiện diễn ra trong một tuần, lễ hội đã phát triển thành một trong những lễ hội ẩm thực mang tính biểu tượng nhất của thành phố, kéo dài từ tháng 2 đến tháng 11 và diễn ra trên nhiều con đường phố của thành phố New York trong hơn 30 sự kiện hàng năm. Trong số những người tham dự có Katie Ocker, người đã đi từ Pennsylvania để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới của mình tới Nhật Bản. Thưa quý vị, bản tin vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp hôm nay của đài IBC do xứ nguồn viên Trang Lương và Tuyết Nha phụ trách trình bày. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đồng hành bảo trợ cho đài. Đặc biệt, IBC Home Shopping với rất nhiều sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm và chương trình tri ân xin mời quý vị liên lạc về 714-892-5717 hoặc quý vị có thể shop online qua trang mạng ibchomeshopping.com. Vâng, và cũng xin gửi lời cảm ơn tới nhà bảo trợ BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe, quỹ về hưu, retirement account, 401k rollover. Quý vị có thể gọi cho BNT Insurance tại Bosa Avenue, Westminster, California. Số phone là 714-531-3100, South El Monte, California 626-999-5865, San Gabriel, California 626-570-0342. Quý vị sẽ được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tuyết Nha và Trang Lương xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và kính chúc quý vị một buổi chiều thật vô lượng an lạc.